Xin chào các bạn, hiện tại ở đây thì mình đang có chiếc hộp của chiếc Mobistar Symbol X2. Chiếc điện thoại này thì vừa được Mobistar giới thiệu trong sự kiện gần đây của họ và chuyên về selfie và cái mà họ đánh mạnh. Thì trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp nó nha. Đầu tiên nói một tí về cái hộp thì các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta màu đen cực kỳ nổi bật nằm ở phía trước. Logo của Mobistar được chữ là Symbol X2. Phía cạnh bên là một số cái thông tin của sản phẩm như là màn hình Full HD 5.5, camera, cấu hình, bảo mật vân tay, 4G LTE. Bên này thì logo của Mobistar. Ở phía sau là hình ảnh của ba màu của sản phẩm là màu hồng, màu vàng và màu đen. Một số thông tin của sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra nhé. Đây, nhân vật chính của chúng ta thì nó nằm được gói gọn rất là kỹ. Theo mình thấy thì nó có tới hai lớp gói lận. Mình để nó qua một bên. Thế bên trong hộp thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì ở đây sẽ có một cái ốp lưng. Ốp lưng nhựa dẻo trong và kèm theo cho các bạn một cái miếng dán màn hình nữa. Thì bên trong hộp này thì chúng ta vẫn có là sách hướng dẫn sử dụng, màu sắc rất là đẹp. Để qua một bên luôn nhé. Ở đây chúng ta có một cái hộp gói gọn, đó là một cái que chọc sim nằm ở phía bên ngoài của hộp. Phía bên trong thì có những gì nhỉ? Thì trong này thì Mobistar đi kèm cho chúng ta một cái card micro USB. Vẫn còn một vài thứ ở bên trong nữa. Đó chính là một cái củ sạc. Đây, củ sạc của nó đây. Thì ở đây thì mình có một cái củ sạc với đầu là 5V 1.5A của Mobistar màu trắng. Bên trong này thì chúng ta vẫn còn một cái tai nghe của Mobistar luôn. Thì vừa rồi cũng là tất cả những cái phụ kiện toàn bộ của máy thì là màu trắng, riêng chúng ta chỉ có một cái máy là màu đen mà thôi. Thì ở đây vẫn còn một cái bao bì in tất cả các thông số nổi bật của chiếc Mobistar Symbol X2. Mình sẽ lột nó ra. Thì ở đây thì mình đang có trên tay chiếc Mobistar Symbol X2 phiên bản màu đen, rất là đẹp. Có thể nói là trong tầm giá 4 triệu thì một chiếc máy sở hữu thiết kế này thì rất là đáng khen rồi. Thì các bạn có thể thấy là ở mặt sau của nó được làm hoàn toàn màu đen và được làm nổi bật bởi các đường chỉ màu vàng như thế này. Thì chiếc Mobistar Symbol X2 này thì nó có một thiết kế nguyên khối. Tuy nhiên thì ở mặt lưng của nó chỉ có phần giữa này là bằng nhôm kim loại mà thôi. Còn ở hai phần trên, hai cái dãy nhựa bắt sóng thì nó được làm bằng nhựa và nó liền lạc với lại cái viền ở bên ngoài này. Nên là trong tổng thể của máy trông khá là liền lạc và cầm cũng rất là ôm tay và chắc chắn. Và ở mặt trước thì Mobistar Symbol X2 nó sở hữu một màn hình là 5.5 inch với độ phân giải là Full HD. Thực ra mà ở trong tầm giá dưới 4 triệu này mà được một cái tấm nền Full HD là cực kỳ khó tìm ở trên các dòng điện thoại. Ở phía trên này, camera trước đó chính là điểm nhấn của chiếc Mobistar Symbol X2 với camera trước 13MP, loa thoại, cảm biến và một cái đèn flash rất là nổi bật ở đây. Và ở phía cạnh dưới này thì chúng ta sẽ có ba cái phím điều hướng cơ bản của Android nằm ở đây. Và nó được làm màu trắng luôn, nên là cái này không phải là có đèn, nên là khi mà tắt mở thì các bạn vẫn cứ thấy nó. Và cá nhân mình thì nếu như mà Mobistar làm ở đây là một cái dãy đèn thì nó sẽ trông đẹp hơn, và khi mà tắt máy thì nó sẽ đen toàn bộ phía dưới, trông nó liền lạc và hấp dẫn hơn nhiều. Chiếc Mobistar Symbol X2 này thì đều sở hữu camera trước sau là 13MP, và camera sau thì vẫn có nhiều các chế độ làm đẹp, chế độ ảnh với nhiều cái bộ lọc khác nhau. Và điểm nổi bật của chiếc Symbol X2 này đó chính là camera trước với rất là nhiều cái chế độ làm đẹp theo phần mềm riêng của Mobistar. Thì ở đây khi mà mình chuyển qua chế độ làm đẹp thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có khoảng 7 cấp độ làm đẹp khác nhau. Tuy nhiên thì cái này các bạn có thể chỉnh tay cái chế độ làm đẹp của mình được. Đây, khi bạn vào chế độ chỉnh tay thì bạn có thể là chỉnh chế độ mịn da, làm trắng, mắt to hay là V-Line. Rồi cái này có thể tùy chỉnh rất là nhiều thứ để các bạn có thể có những bức ảnh selfie đẹp hơn. Và đặc biệt thì các bạn có thể bật cái đèn flash ở trên này để khi mà selfie trong điều kiện thiếu sáng thì các bạn sẽ có một bức ảnh tốt hơn. Về cấu hình thì trong tầm giá dưới 4 triệu nên là Mobistar Symbol X2 nó không thực sự mang một cấu hình xuất sắc. Khi mà được trang bị con chip MediaTek MT6737T, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 16GB có thể hỗ trợ mở rộng hoặc kể cả thẻ nhớ. Và đặc biệt là trong tầm giá dưới 4 triệu nhưng mà nó sử dụng hệ điều hành Android 7.0 mới nhất. Và máy thì sở hữu viên pin là 3000 mAh.
Mình cũng chưa có thời gian trải nghiệm nhiều, nhưng mà với viên pin và cũng như là cấu hình và màn hình như thế này thì trong thời gian của nó tầm khoảng 1 ngày thì vẫn có thể sử dụng tốt. Và hiện tại thì giá bán của nó theo dự kiến là 3.790.000 đồng tại hệ thống FPT Shop. Các bạn có thể truy cập lên trang fptshop.com.vn để theo dõi thông tin của sản phẩm nhé. Thì vừa rồi cũng là bài đập hộp sản phẩm Mobistar Zumbo S2, và bài đánh giá chi tiết thì mình sẽ có trong một vài ngày sử dụng em nó. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.